Tột nói bày chánh thâm pháp giới
nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Đại Thế Chi Bồ Tát Thân Trị Sanh Vô Biên Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Thân Tịnh Đại Hải Chúng Thân Hải Nghiêm Phương Tri Khắp Phạm Giới Thân Hải Chúng. Lương vườn ung chiên đàn khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa lòng con kính ngưỡng thiên tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chính mình Nam Mô Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Lạy Đấng Tam Giới Tôn Quy Mạng Mười Phương Phật, vô lượng thọ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm mà khi mãn bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kim khó tìm câu ở đây con nghe thấy chuyện trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Thượng Phẩm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phẩm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phẩm Bồ Tát.
Phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tàng bạch rằng bạch đứng thế tôn cuối sinh đứng thế tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng bồ đề thành đàn chánh gia rồi coi nước của phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ăn cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành a nậu đa la tam miêu tam bồ đề không đoa lại ba đường ác nương được như vậy con mới làm phật nếu không được như nguyện thể không thành vô thượng chánh giác khi con thành phật các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con thân tướng sắc vàng rồng đủ ba mươi hai tướng có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trần tân ca đồng một dung nhan nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác khi con thành phật ca chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời thứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vàng ưng cõi phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi phật để cúng dường thể không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịnh tình nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác khi con thành phật có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư phật khắp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác khi con thành phật vô số chư phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đều không khen ngợi tên con nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác khi con thành phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng
khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con. Phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh, hạnh sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng tâm chung Bồ Tát liền lên thiên đón khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyển nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nước con qua tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều được hỏi ý nếu có an nghiêm đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con mang chung không lạc vào ba đường an liền sanh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có phụ nữ, nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Ca gọi chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà con quý ca căn đầy đủ thường tu thù thân phạm hạnh, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tan ba đường chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định không còn nhiễm não tâm được mất em thường thọ an lạc như tỳ kheo lầu tầng. Nếu con khơi đưa niềm tham đắm thân sao thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tầng. Rộng nói ca pháp biểu giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Sư, trừ khi phá nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyến pháp tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phó hiền quý sanh vào thế giới các hành lìa thuyết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu.
không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lầy và số lượng chúng sanh ở đó vẫn vâng. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật có lương cây cành trong cõi nữa, con cao trăm ngàn gió tuôn cây làm đào càng cao 400 vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cùng có thể biến rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nữa rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số văn ca tư thì thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hỷ hữu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổng dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa thánh tình giải thoát vô đăng tam muội các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong để định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đứng mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc tối chuyển thể không thành chánh giác. Bồ Tát tâm kinh này mà bán nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thăm bán nhà ba la mật đa thời chiêu kiến ngụ quận giai không độ nhưng thiê khổ ăn xa lời từ sáng bấn gì không không bấn gì sáng sáng tấn thì không không tấn thì sáng kho tương hành thân gì phùng như thì xa lời tử thì chứ pháp không tướng bất sanh bằng diệm bằng do bằng tình bằng tăng bằng giảm thì có không trung vô sáng vô thọ tương hành thân vô nhãn nhị thị địa thân ý vô sáng thân hương vị xung pháp vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệm vô vô minh tăng này chi vô lao cơ diệm vô lao cơ tăng vô vô tăng diệm đạo vô tri diệm vô
Già Na Di Đa Ca Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Gia Đa Ca Già Đa Già Đà Điền Già Tha Di Đề Đô Ba Đề A Di Đề Na Tất Nam Ba Đề A Di Đề Đà Thị Ca Lăng Đề A Di Đề Đà Thị Ca Lăng Đa Già Di Nì Già Già Na Di Đa Ca Lệ Ta Bà Nam mô A Di Đà Phật Già Đa Ca Già Đa Già Đà Điền Già Tha Di Đề Đô Bà Tỳ A Di Đề Đà Tấn Nam Bà Tỳ A Di Đề Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đề Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Đề Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Phật A Di tướng tô quang minh tự trang nghiêm mấy năm tu di uyển chuyên bình hào bốn biên lớn trong ngần mắt biên trong hào quang hoa vô số phần vô số bồ tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh sen vàng lên giải thoát quy mang lễ A Di Đà Phật phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối xin đấng từ bi tín đồ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Phật A Di Đà Phật.
Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phá nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phá nguyện thường xuyên lãnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, đỡ tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên lãnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, trong viên thành toàn giác. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức người Phật cầu nguyện vạn sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiễm thọ đệ tử chúng con chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh. Nguyện Phật thì hiện cho con được thấy lại thấy tướng màu và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Con nguyện lắm chúng không chướng ngại A Di Đà đến rước từ xa quang âm cam lộ rưới nơi đầu thế chi kim đại trao đỡ một sát na lìa ngũ trường khoảng tay co dội đến liên trì khi hoa sen nở thấy từ tôn nghe tiếng pháp sau lòng sáng tỏ nghe xong liền ngộ vô sanh nhân không rời an dưỡng lại ta bà tông vang vô lượng quang phân sáng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phố nguyện tội chướng tấn tiêu trừ
nguyện về thờ công đức phố cầm nhất thiết đã đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng A Minh. Phục nguyện thương chúng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu tình và vô tình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà Chân Tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào Quang Gia Hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân công tận bình tâm không hôn mê, nhân tâm niệm Phật Phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thùy Từ Chân Tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào Quang Gia Hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, tăng bệnh tiêu trừ căn lành, tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, xuân đa kiệt khánh hà bảo bình an, thu tống tam tài đồng nghinh bách phước, một khẩu đắc Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà Thùy Từ Phong Ngọc Hào Quang Tiến Dẫn Chương Linh Vong Linh Cửu Huyền Thất Tổ Tập Nhị Loại Cô Hồn Ngã Quỷ Hà Sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lại đạo Phật Tiền Văn Kinh Thinh Pháp Cốc Xã Mê Độ Siêu Sanh Tịnh A Đồ. Phổ nguyện âm siêu dường thới phạm giới, chúng sanh tình giữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật Đạo. Nam mô Nguyện đem công đức
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.